Xin kính chào và cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã đến với Anh Dũng Vision. Đây là bản tin buổi sáng của Chủ nhật ngày 12 tháng 5 năm 2024. Trước hết chúc tất cả quý vị và các bạn sức khỏe và vui vẻ trong ngày Chủ nhật này. Và hôm nay là một bản tin cũng rất là quan trọng. Nói chung nó là tin vui các bạn nhé. Nó vui thì chứ chả có một tí buồn nào hết. Thế thì chúng ta thấy là toàn tuyến biên giới là cái khu vực mà mặt tiền của Kharkov trực diện với Nga từ Belgorod qua, thì chúng ta thấy là dày đặc, tức là hay nói cái khác là các cái làng xóm bắt đầu đã trở về với đất Nga, hay nói cái khác là Nga giải phóng, hay nói cái khác là Nga kiểm soát, hôm nay là như vậy. Thì tùy theo ai hiểu và thích nghĩ như thế nào thì tùy thôi, nhưng mà chúng ta thấy là rất là nhiều rồi. Bây giờ thì cái biên giới nó nằm ở chỗ nào thì đấy, thì chúng ta bắt đầu với vẽ. Chứ còn bây giờ tôi thấy thế này, không biết là ở chỗ xanh này hay là cái chỗ cái vền dưới này hay là cái vền trên này. Thì bây giờ chúng ta bắt đầu với tôi vẽ lại một tí, thì chúng ta với thấy được là nó là cái độ mà bao phủ của Nga trong 36 giờ qua chứ không phải 24 giờ nữa các bạn nhé. Đây là biên giới thôi. Đấy, chúng ta thấy là bắt đầu kể từ đây thì nó là nằm là như này đây các bạn. Đó. Thế thì ngày hôm qua thì chúng ta còn thấy nó lồi lên lồi xuống, nhưng mà hôm nay thì nó là cái đấy là cái đường biên giới. Thế thì cái phần bên đây, toàn bộ bên này là coi như đã là giải phóng, kiểm soát. Ta cứ có thể cho tới cái chỗ xanh này cũng được các bạn nhé. Cái viền xanh này là cái viền mà coi như là bên Ukraine người ta đã rút về đấy. Đấy, tức là vẽ này đi. Đó. Chúng ta thấy cái vệt này tôi đi đại cương trước là các bạn đấy. Thì đấy là cái vùng mà cái cạch này là cái vùng ngày hôm qua, tức là 36 giờ qua là giải phóng. Thì chúng ta thấy là giải phóng như thế là một số tài liệu thì nói là khoảng hơn 110 km², và một số tài liệu thì nói là còn hơn thế nữa, tại vì đánh còn rất nhiều nơi, đánh chỗ Lipsy rồi là thậm chí Vovchan rồi nhiều cái chỗ khác nữa cũng đã gọi là đang tấn tới rồi, thậm chí phá các cái cây cầu khắp nơi rồi. Thế 36 giờ qua thì Nga đã phá được 3 cây cầu và 4 cây cầu khác thì đang nằm trong tầm ngắm, chắc là cũng đang chờ, tức là khi nào nó chở qua, quân qua hay là chở cái gì qua là bom luôn một lần. Thay vì bom không thì nó cũng gãy được cái cầu, nhưng mà nếu mà nó có 1-2 xe nó đang mò qua cầu cái bom luôn thì nó sẽ được nhiều hơn, hiệu quả hơn. Tóm lại là 4 cây cầu khác ở cái khu vực từ Belipsy, Kharkov đi chỗ Stavi này lên chỗ Vovchan này, thì chúng ta thấy là còn khoảng 4 cái cầu quan trọng, chứ còn cầu lẻ tẻ chúng ta không nói nhé. Các cái cầu mà nó mang tính là tiếp viện, chở thương binh về, chở lính ra, chở hậu cần đến, vân vân, thì đấy những cái cầu nó chở từ sĩ về đó. Những cái cầu mà nó quan trọng vậy thôi, chứ còn cái cầu mà dân sinh thì nó không quan trọng lắm thì thôi. Thế thì họ đã đưa sang đây, đến đây là những cái lữ đoàn nào? Nó không có cái lữ đoàn nào mà coi như phòng thủ ở đây đâu hết rồi các bạn nha. Cho nên là Nga đột phá cũng rất là nhanh. Nếu mà 110 thì chúng ta nhân là như thế là mỗi một chiều là 10 km. Mà trong khi đó thì chúng ta nói là ngày hôm qua một số cái kênh thì nói là đã tiến được 1 km là không có đúng. Như vậy là người ta tiến rất xa, nhưng không có nghĩa là tiến được 10 km. Nếu mà vuông như thế này thì biết là gọi là 10 là 100 km vuông, thì đây là 10 km. À, bên này cũng 10 km. À, thì là coi như nó là 100 km vuông khu vực này. Nhưng mà đây thì nó không phải vuông như thế này, mà chúng ta thấy nó nằm bẹp này, thì có thể là nó chỉ là thí dụ như là 2 km tiến sâu hoặc 3 km. Chúng ta giả sử 2 km thì như thế cái chiều dài này là phủ biên giới nó phải là 50 nhân 2 cũng là 100. Thế thì có nghĩa rằng lại chỗ thì chỗ lồi chỗ lõm nữa, chỗ lồi chỗ lõm như thế này nữa thì có thể là, nhưng mà nói chung là có thể là từ 1 cây số đến 3 cây số, thì nó cũng là trung bình nó là 2 cây số. Thế thì như vậy là cái bề ngang này chúng ta thấy là nó cũng phải tầm 30-40 cây, tầm khoảng 30-40 cây. Bởi vì sao? Hoặc là 50 cây, tại vì từ Kharkov này mà lên tới Belgorod ở trên này, Belgorod ngay đây thôi đấy, thì nó là tầm khoảng 70 cây các bạn nhé. 70 cây thì cái đoạn như thế này nó còn trên này nữa thì xuống đây là 70 cây, thì như vậy cái chỗ này cũng tầm khoảng 50 cây, 50-60 cây,
Như vậy là bề rộng không đều từ 1 đến 3 cây. Xác định như vậy cho nó nhanh này. Tức là có nghĩa là gì? Đang trào dần, tức là lấn dần, kiểm soát dần, giải phóng dần về phía Nam. Hay nói cách khác, theo hướng khác cô. Họ mang về đây là lữ đoàn 42, lữ đoàn 43, lữ đoàn 120 và lữ đoàn 125. Đã chính thức là trấn giữ cái khu vực này. Hôm qua là Nga đã tiêu diệt là 170 binh sĩ Ukraine, 34 tên đã bị bắt. Phá hủy 3 xe bọc thép, 4 xe chiến đấu. Phá hủy là một cái hệ thống pháo Vampire của Séc, một cái Kesa của Pháp, rồi một cái Bogdana 155mm, rồi Macaron, rồi 4 cái pháo 122mm là D20, D30 thời Liên Xô cũ, và 2 hệ thống 155mm. Các cái vùng giải phóng, bây giờ tôi không đi vào thực trận đâu các bạn nha. Tại từng thực trận một thì nó sẽ, thứ nhất là nó không có thời gian, cái thứ hai nữa là nó bị thiêu dệt nhiều, chỉ nói là đánh sau đó là họ trả, đánh chống trả sau đó là giải phóng thôi, chỉ còn đánh như thế nào chạy vòng ra đằng lưng ra đằng sau, xong đánh từ trên đồi đánh xuống rồi bắt đầu là bắt được một tên rồi nó khai ra chỗ đọ chỗ kia là ngằng lắm, là cái đấy là nó không cái đấy là chỉ còn gọi là bờ lớp quân sự mà nó đi theo thì nó nói được, nên chúng ta mang tính tổng kết thôi. Thế thì những cái thành nào là giải phóng đấy. Bây giờ chúng ta tôi nói làng đấy các bạn nhé, bởi vì bây giờ là nó có nhiều kênh là nói, kể cả kênh nước ngoài kể cả kênh trong nước nói, là nó không có trùng khớp nhau về mặt khái niệm đấy. Mà khái niệm nó rất là quan trọng. Thí dụ như Ban Mê Thuộc là, thí dụ như là trước đây đó là thị xã Ban Mê Thuộc hay thị xã Pleiku thì nói đó là thị xã, không thể nói nó là làng hoặc là thành phố được. Khi nào nó lên thì chúng ta hãy nói sau, cho nên là nó có những cái khái niệm, hoặc là có những cái là cái vùng nó có chỉ địa danh thôi, chúng ta phải xác định, bởi vì là từ nay trở đi nó sẽ có rất nhiều cái địa danh và rất nhiều cái làng xã thành phố sẽ được giải phóng, cho nên nếu chúng ta không có khái niệm này thì chúng ta là nhiều khi là chúng ta là nó mang cái tính gì nhỉ, tức là nó phóng đại hóa lên, phóng đại hóa lên là câu view câu like thì tôi không thích. Mà bây giờ mình nói thực chất cái trận địa này nó là cái gì đấy, chứ có những cái địa danh, không có địa danh thì chắc chắn là không phải có làng rồi. Nhưng mà có địa danh thì chưa chắc nó đã là làng, nó lại chỉ là một cái núi. Tôi nói ví dụ như hôm qua là cái núi Hải Vân, cho nên là khái niệm như vậy. Cho nên là khi nói được 7 làng và nơi khác nói là giải phóng được 10 thành phố, 10 thành rồi thì hóa ra cái 7 làng của chúng ta nói là thành ra lạc hậu. Nó không đúng, bởi vì khái niệm, các bạn hiểu ý tôi nói không? Cho nên thí dụ như là tôi nói 7 làng là 7 làng, 7 cái thành phố hay là 7 cái thị xã là nó khác. Hoặc là 7 làng cộng 3 điểm cao, hoặc là 3 cái địa danh quan trọng, ví dụ như là cái đèo Cù Mông, đèo Hải Vân hoặc là sông Danh đấy, thí dụ như thế thì nó lại khác, nó nhà khác. Cho nên là từ cái chỗ đấy cho nên người ta nhầm lẫn, lại người ta lại nghĩ rằng ấy, một số bạn thì sẽ hiểu rằng cái người ta đã được 11 cái thành phố rồi mà ông này vẫn nói có 7 làng đấy, nó rất là nguy hiểm chỗ đấy. Cho nên tôi phải giải thích đấy các bạn nhé, chứ không phải là mình là có một số bạn là nói nọ kia nhưng không đúng. Nhưng mà nó là bây giờ chúng ta cứ làng nào là chúng ta xơi làng đó, còn cái thành phố nào là chúng ta tới thành phố đó, thị xã thị trấn gì đấy là bọn chúng ta sẽ nói theo. Bây giờ tôi tắt cái này đi là tôi sẽ nói với các bạn này. Đây. Bây giờ chúng ta, bởi vì là nó cái khái niệm hiện nay thì Nga thì nói rằng là con chuyện này nó đang phân giải rất là chậm các bạn. Là nó có những cái ví dụ như cái này, đây là một cái làng Nga đã chiếm được, Shilecha. Đấy, nó phải như thế này nó ra một cái làng chứ không thể là một cái thành được. Đây, ví dụ như Krasne, nó có 1, 2, 3, 4 cái này. Thì bây giờ nói nó là một cái làng thì nó cũng rất là khó. Đấy. Rồi hay là cái chỗ này, đấy, chúng ta thấy đây nó có 2, 3 cái nhà nó rải rác này, nói một cái làng rất khó. Nhưng mà còn duyệt được, nhưng mà cái này cũng có cái địa danh này, nhưng mà nó có một cái nhà thôi thì cũng không thể nói nó là một cái làng được. Đấy, nó cũng là một cái địa danh, nó giống như người ta đấy. Đấy, các bạn cho đừng phải thông cảm để chúng ta có cái khái niệm rồi chúng ta khi nói chúng ta hiểu. Pina này thì là cái làng được này. Đấy. Có vài con đường như vậy thì nó là một cái làng được, chứ còn như cái này thì không thể gọi là một cái làng được các bạn nhé. Thông cảm cái giải thích trước chứ sau này là bắt đầu đánh đấm nhiều quá rồi, có hàng trăm cái làng, bảo là 100 thành phố rồi mà ông này vẫn lọ mọ được mới được có 50 cái làng, cái thông tin này lạc hậu quá, không được.
Thông tin đây là với là thông tin chúng ta vẽ ở đây một cái tứ giác, đó là Wolfram, rất quan trọng. Đây, Start. Cái nữa là ở đây nó là gọi là Lipsy. Thì hôm qua tôi nói là cái chỗ này mà đánh cái Patriot ấy, và lại đây là Kharkov. Là chúng ta đây là trung tâm Kharkov, thì đó là chúng ta sẽ thấy là Nga sẽ phải lấy cái chỗ này. Nó giống cái hình bình hành rất là đẹp nha. Đấy. Thế thì cái chỗ này thì cái chỗ này là quan trọng nhất, gần Nga nhất. Cái chỗ này là quan trọng nhỉ? Xa hơn một chút nhưng mà nó rất là quan trọng, bởi vì nó là trực diện đến Kharkov và nó gần một cái khu rừng. Lấy được cái chỗ này thì nó cũng có thể nói là cũng là một vị trí cực kỳ quan trọng. Còn cái chỗ Vochan này, sau khi mà Nga mà lấy xong thì đương nhiên sẽ đánh xuống cái dưới này, qua cái cầu mà đã hỏng, đã bị phá, hoặc không qua, nhưng mà xuống chiếm thế này. Tại vì bên này thì Nga nó chiếm xuống, nó đánh xuống như thế này thì cần gì nó phải cái cầu đấy. Cầu đấy, để chúng ta có khái niệm, tức là hiện nay cái cầu nó đang chạy theo hướng Bắc Nam, tức là từ bên Nga sang bên Ukraine. Thế thì các cái lượng lượng mà cần cái cầu đó thì chính là để mà tiếp viện, để mà thế nọ thế kia, là giao thông, thì nó sẽ từ Tây sang Đông, tại nó chảy từ bên này qua mà. Tôi nói lấy ví dụ một cái sông này, chúng ta mang tính khái niệm cái đã là các bạn, tại vì tôi thấy là cái trận, các cái trận này nó sẽ lâu dài rồi đây. Đấy, cho nên là đến khi mà khái niệm chúng ta là chưa rõ thì đến khi mà nói là chúng ta nó hay bị nó ảnh hưởng. Thế cái cầu, giả sử một cái cầu nó thẳng tưng như thế này, nó qua đây, tất nhiên là nó vòng vèo. Thế thì bây giờ cái cầu bắc ngang qua thế này thì cái lực lượng của Ukraine người ta sẽ đi từ Tây sang Đông. Đấy. Ví dụ như là nó muốn qua Vovchan này thì rõ ràng nó phải đi qua các cái cầu bắc ngang qua sông như thế này. Đấy. Staristov này, ví dụ như vậy. Đấy. Thì rõ ràng khi mà Nga cắt các cái cầu này thì rõ ràng là bị ảnh hưởng cái tiếp viện, hoặc là nói chung là qua lại của bên Ukraine. Chủ yếu là tiếp viện và tiếp quân, lương thực, và chở tử sĩ hoặc là thương binh về, vân vân. Tóm lại rất là quan trọng của các cái cầu mà nó bắc ngang qua cái sông như thế này. Nhưng mà đối với Nga thì nó có quan trọng không? Thì tôi nghĩ là nó không quan trọng bằng Ukraine. Bởi vì sao? Nga đánh từ trên xuống dưới này, tôi cần gì đi qua cầu? Cầu nó đang chạy dọc, nó chạy dọc với chiến tuyến của tôi, chạy dọc với cái hướng tiến của tôi. Đấy. Tức là ông bên này thì ông cứ lo là coi như là ông Nga, ví dụ ông Sambo và cha này, ông cứ đánh thẳng xuống đây cho tôi, không chả liên quan gì đến cái cầu này hết. Còn ông này, từ Murom này, ông đánh thẳng xuống cái chỗ mà coi như là Baresmova này cho tôi, ví dụ như thế, thì đâu cần liên quan đến cái cầu vàng vàng này nè, à cái sông vàng vàng hay cái cầu. Cho nên đánh cầu bây giờ nó sẽ là cái gì? Nó sẽ là bất lợi cho bên Ukraine. Đấy. Còn bên Nga không bất lợi bằng, bởi vì khi mà đã bất lợi cho mình thì việc gì phải đánh. Đấy, cho nên là chúng ta thấy là đấy, ví dụ như mà nếu mà sông chạy ngang này này, đấy là sông chạy ngang này, nó là tình hình nó khác các bạn nha. Nếu mà sông chạy ngang chỗ các cốt này, đấy, nếu mà đánh các cái cầu qua sông này thì Nga vượt qua đây nó khó này. Đấy. Nhưng mà sông nó là toàn là sông từ phía Nga, đấy, cho nên là nó cái tình hình đánh cầu nó là như vậy các bạn nhá. Nói cho nó nhanh để nói chung là giải thích nhiều thì nó sẽ khó. Nhưng mà nếu mà chúng ta không phân biệt thì chúng ta sẽ thấy là ô, nếu mà đánh này là nó không đi được thì Nga cũng không đi được. Nga không đi, rồi Nga đi đường này. Đấy, còn đường này chúng nó chạy qua rồi. Nôm na thế các bạn nha. Điểm danh này. Một là làng Pitna của ngày hôm qua. Hai, Borisovka ngày hôm qua. Ba, Vasovo ngày hôm qua. Bốn, Pletanovka ngày hôm qua. Năm, Vyacheslavskaya của ngày hôm qua. Cái ngày hôm nay có không? Có các bạn nhá. Ngày hôm nay này, ở cái vùng Krasnoya là cái chỗ mà lúc nãy mà nó giống như các cái mà ngã tư ngã năm sông đấy các bạn. Đấy, cái vùng đấy nó gọi là vùng chứ không, nó cũng có địa danh nhưng mà nó không là làng các bạn nhá. Thì cái vùng Krasnoya thì có các làng như sau: Morokovets, Olenikovo. Đấy. Còn hướng Volochan này thì có thêm các cái làng, tức là Gachische, và đang áp sát là Starista, và để đánh xuống. À. Ngoài ra có thể nói đã giải phóng thêm, tức là Hitsboske và Zelenia. À. Còn phía bên trái này có một chỗ đột sâu xuống mà không được vẽ đỏ, nhưng mà tôi cho nó cũng là được giải phóng luôn. À, là một cái làng đó nữa. Thì như thế là như thế chúng ta thấy là khoảng 14-15 cái làng rồi. Nếu mà nói thêm Krasnoya này thì còn hơn nữa, nhưng mà chúng ta không có kể núi và không có kể sông. Là chúng ta chỉ làng mà có thể là
khoảng 10 nóc nhà trở lên cũng có thể gọi làng được. Đấy. Chứ còn một cái nhà là tôi không có tính. Như vậy là rất là nhiều đấy các bạn nhé. Trong khoảng 36 tiếng đồng hồ. Thế là bây giờ cái lực lượng của bên Ukraine là người ta lấy cái... Tôi xóa cái này các bạn nhé. Xóa thì tiếc quá. Mỗi lần vẽ nó lâu. Rồi, thế thì bây giờ cái lữ đoàn lúc này chúng ta nói là cái lữ đoàn 42, 43, 120, 125 thì lấy ở đâu ra? Có sẵn à? Không có. Thế thì bây giờ nó lấy ở đây này các bạn này. Cái lữ đoàn 42. Cái lữ đoàn 42 là nó là chính là từ tra xuất ra. Các bạn điều về, điều lên. Đây nhìn chúng ta nhìn thấy nó còn có vẻ là hơi gần. Đây, thế này được rồi. Đó. Cái lữ đoàn 42 điều từ tra xuất ra lên. Đây, tra xuất ra. Thì vượt muôn trùng cây số. Ở đây thì chúng ta mới thấy là thế nó hút vào đây. Bây giờ cái chỗ nào quan trọng? Bây giờ tra xuất ra quan trọng? Hay là bây giờ là cái biên giới quan trọng? Thì bây giờ cái chỗ nào nóng thì nó phải điều về thôi các bạn nhé. Trà xuất ra thì nó đang êm rồi, nó bảo là tiếp viện về đây đông lắm thì còn đang êm rồi, phải bây giờ đang về đây. Đây là cái lữ đoàn 42. Lữ đoàn 43 từ hai chữ K các bạn nhớ chưa? Đó chính là Kislovka và Kaliaroka, là từ đây là lữ đoàn 43 điều lên biên giới. Các cái chỗ này đang lụng mà bây giờ lại còn phải điều lên thế này nữa mới chết không. Không có quân mà đánh. Mà trong khi đó là hôm qua ông Palus, ông nói là ông tư lệnh mặt đất ấy, ông bảo là đang thành lập 10 lữ đoàn tung ra biên giới để có thể chặn ngay coi như cản cái đà tấn công của Nga. Thì đây cái chỗ này là đang Nga thì đang đánh rất hăng cái chỗ này. Chỗ này nó có cái trắng trắng đấy các bạn. Chỗ nào trắng trắng là của Nga lại đang đánh đấy các bạn. Rút về. Lữ đoàn 23 ở đâu? Ocherestina, đây là cái mỏm này, đây cái nhô ra dần này là, đấy, cũng đang lên cái hướng này, đang mới tới Kharkov rồi các bạn, đang đem đi biên giới, thế là coi như thế dưới này vứt à, thế là bỏ. Lữ đoàn 125 từ Kupian cũng rất quan trọng, đấy, như vậy có lẽ cũng cái bây giờ cũng hút lên đây cái đã. Quên mất 125. Còn cái anh chàng từ cái hai chữ K, Kislovka và Koliarovka là lữ đoàn 43. Nha, thấy rõ nha. Đây là 42. Lữ đoàn 23 đây, 23 mới nói xong Ucherestina. Lữ đoàn 125 là từ Kupian. Lữ đoàn 120. Úi dồi, từ Belarus ném qua đây kinh quá thì rồi đánh đấm thì Belarus là tít trên kia các bạn nha. Đấy, nó tít trên kia là coi như đáng kéo về đây. Đây là lữ đoàn 120. Ta thấy là khổ chưa. Người không có, vũ khí không có mà muốn giữ khắp nơi nội cái chiến tuyến này không đỏ mà này mà xuống tới Klinky, xuống tới cái chỗ mà Ochakov ở dưới đấy là coi như hết 1.000 cây rồi. Bây giờ tiếp tục căng mình qua cái chỗ này nữa, cái chỗ này mới có 50 cây thôi. Sumy đúng ra mà đánh rồi, nhưng mà bây giờ chúng nó, bây giờ Nga cứ lõm được chỗ nào là Nga cứ làm thôi. Đấy, còn nó vẫn phải có người bên Sumy mà, nó phải giữ bên Sumy nữa chứ. Như vậy là chúng ta thấy là cái vấn đề nghi binh, hoặc là vấn đề mà họ đang sợ, cái nỗi sợ của họ là đúng. Thế thì bây giờ miền Đông, tất cả đây các cái xuất phát từ miền Đông là bốn cái nơi này. Bốn cái nơi này. Ocherestina, Ochasovka, Kislovka và Kupiansk. Thì bốn cái miền Đông này là coi như là lụng rồi đây. Thậm chí là cũng chưa vá nổi chỗ này thì nó lại kéo ầm ầm qua từ phía bên Belarus. Tức là chặn đám Belarus. Đây là bên Ukraine qua Belarus là đơn giản. Nhưng bây giờ Nga không dạy gì động binh ở bên Belarus rồi, nó lại kêu là một cái nước quốc gia khác rồi bắt đầu lôi kéo là nhà. Mệt. Thế thì rõ ràng này là Zelensky là toán này rồi.
hôm qua thì nói là coi như đã sẵn sàng để nọ kia đang chống trả quyết liệt và đẩy lùi tất cả các mọi chốt công, chưa có một cái nào coi như đi qua được biên giới hết. Đấy, còn có một số cái chỗ mà qua được 1 km đã đẩy lùi trở lại, hất lại nước Nga rất là hùng hồn. Chúng tôi bây giờ chỉ có thiếu vũ khí, thiếu đạn dược thôi. Thì Mỹ là hôm qua bơm 400 triệu đô và đến ngày hôm nay thì đến lượt Anh là khẩn cấp 1.600 tên lửa và các loại pháo binh, hay là cung cấp ngay ngay lập tức, ngay tức thời để mà coi như là cản cái đà tấn công của Nga. Như vậy là người ta đang trong cơn hoảng loạn, coi như là cứ ký thôi bây giờ để mà vá víu thôi, mà còn đến được tới đây thì không khéo là Nga tới đâu đâu rồi. Chứ còn trong cơn hoảng loạn, trong cơn tuyệt vọng, có thể nói 36 giờ khủng khiếp đối với Ukraine. Không ngờ là coi như đánh bẹo một hai chỗ mà bây giờ là nó là thậm chí là hơn 110 km vuông, chứ không phải 110 các bạn nha. Tôi nói là con mức tối thiểu thôi, mức khiêm tốn thôi, là 110 km vuông, rất là nguy hiểm. Và đặc biệt cái quan trọng là bắt đầu hở sườn, sườn phía đông này coi như bắt đầu hở rồi. Các cái lữ đoàn toàn những lần nằm cốt then chốt ở các cái khu vực này mà như bây giờ kéo hết trên biên giới này, nó đang hoảng loạn. Và có thể nói là số bị bắt và một số là coi như là bị coi như là đầu hàng. Đấy. Còn những người bị thương, những người chết thì coi như nói bây giờ các bạn biết là coi như đánh nhau mà đã chết rồi, nó phải đưa xác về chứ, thương nó phải lôi kéo về. Một cái ông bị thương có khi là 4 ông phải kéo, phải vác cái ông này về 2 chân 2 tay, là 4 ông rồi. Mà không thể chạy và nấp được, mà coi như khệ nệ như thế là bị phang tiếp. Mà chúng ta biết là hôm qua là cái lực lượng xe tăng của bên Ukraine bị rất nhiều. Chúng ta cái pháo mà lúc nãy chúng ta đếm mà các bạn đếm còn không xuể là các bạn biết rồi. Của Séc rồi, của Pháp rồi, của Nga, của Liên Xô cũ rồi, các kia là của đủ thứ hết. Là coi như là đếm là rất là nhiều rồi. Đấy, và đặc biệt là có một cái Macaron là coi như là chuyên môn là phụ trách đánh ngoài biên giới bên Garot, Bengorod. Thì hôm qua anh cũng cố anh bắn xong thì anh nấp vào, anh vừa nấp vào được cái là coi như là thấy một nổ cái rất là lớn. Và một số cái xe, tức là một cái pháo tự hành khác là của phương Tây đưa đến, thì là coi như là người ta nói là người ta đang cãi nhau là cái pháo đấy là chưa bắn được pháo nào đấy. Tức là 155 ly đấy các bạn nha. Nhưng mà có người thì bảo nó bắn được 3 phát rồi, mở hàng được 3 phát rồi, cái là đi luôn. Tức là khai hỏa ra cái là Nga thấy nó chụp đầu luôn, tức là đi luôn. Các bạn. Cho nên là cái tình hình bây giờ người ta nói là Nga nó soi rõ từng tí một ở đây. Cứ em nào coi thò ra là bụp, em nào thò ra cái là bom. Thế thôi. Rất là đơn giản. Còn tất cả cầu đường cái này tôi nói, nếu mà cái ông Subrovikin mà ông hai gần 2 năm qua, là một năm mấy qua, từ năm... hơn năm qua, phải không? Đấy, tức là ông ngồi ông nghiên cứu ba cái chuyện này thì thôi làm sao mà nó không nát nước ra được. Mà coi như chúng ta biết là cái biệt danh của ông là hủy diệt đấy các bạn nhé. Đấy, tức là tướng hủy diệt đấy, cho nên là bây giờ hôm nay còn cái phụ trách cái mặt trận này thì tôi nghĩ là ông Lepin, ông Alexander Lepin. Còn ông Surovkin tôi nghĩ là chắc tổng chỉ huy tất cả các cái chiến dịch mà coi như là bắt đầu tổng tấn công này. Còn Gerasimov thì cũng sẽ là, bây giờ người ta cũng không dám cho một mình ông Surovkin là coi như là chỉ đạo hoàn toàn đâu các bạn nha. Bởi vì nói thế chứ ông cũng là mới nghỉ ngơi, bây giờ ra coi như dạng thử thách, mà thử thách mà giao luôn trọng trách toàn bộ coi như là cái chiến dịch đặc biệt này cho vào tay anh, thì tôi nghĩ là Nga không chọn cái phương pháp đó. Nhưng Nga chỉ tận dụng anh này là bởi vì anh tướng tài, là có một tướng sát thủ, một viên tướng có thể nói là nghe tên đã khiếp sợ, đem ra dùng và dùng cái tài của anh ấy đấy, để mà điều binh khiển tướng ở cái khu vực mà bây giờ có thể nóng bỏng nhất đấy. Chứ còn cũng phải dưới một cái sự lãnh đạo, hay nói cái khác là một cái sự kiểm soát giám sát của cấp trên. Chứ anh không phải bây giờ anh muốn là coi anh muốn là đánh là anh bảo tôi thôi tôi không đánh là tôi không đánh, hoặc tôi dâng cho bên đối phương, giống như là một số bạn nói là Syria bây giờ cứ đưa bảo hết quân là đưa sang bên Nga, xong rồi ông tẩu đào tẩu qua bên Nga. Cái gì cũng có thể xảy ra hết, đặc biệt là những người có nó có phốt rồi. Đấy. Cho nên tôi và chúng ta tôi nghĩ giống nhau thôi, cũng rất là ngưỡng mộ Surovikin, bởi ông làm cái hệ thống cái tuyến phòng thủ đấy thì có thể nói là thế giới sau này phải nhắc. Đấy. Mà rõ ràng từ cái hệ thống phòng thủ đó làm Nga đỡ tổn thất rất nhiều, và có thể nói là trụ vững trong cái năm vừa qua, năm 23. Đấy, thì có thể nói
là đấy là cái những cái thành công và có những cái bước tiến thần tốc của năm 22 nữa. Đấy, tuy nhiên nó có một cái vết vết thì rõ ràng là người ta cũng phải để ý một chút. Đấy, cho nên chúng ta biết rằng là ông có thể là ông không là cầm quân ra trận, mà ông chỉ là cái người mà coi như là vẽ ra tất cả các kế hoạch tác chiến. Và tất cả các kế hoạch tác chiến này sẽ được tôn trọng, sẽ được sử dụng sau khi đã qua gọi là Tổng tham mưu trưởng quân đội Gerasimov duyệt. Đấy, tôi nói, còn khi mà đang trong đánh nhau này thì tôi nghĩ là không nên can thiệp. Thì đấy là cái mà nó gọi là tách bạch ra giữa cái hoạt động thực địa với cái kế hoạch trên bản trên bảng. Đấy, chắc chắn như vậy, mà tôi thấy là nên nên làm như vậy, và Nga chắc đang áp dụng như vậy. Đấy, thực địa thì để cho anh Lepin. Đấy, còn chỉ đạo cái anh Lepin này thì phải ông Subrovikin. Đấy, và tất cả kế hoạch của Subrovikin phải thông qua Bộ Quốc phòng, mà cái người mà phụ trách chính đó chính là Tổng tham mưu trưởng. Còn bộ trưởng thì người ta còn nhiều việc khác, chứ không phải là người ta suốt ngày người ta cứ nhìn vào chiến trường. Ông còn phải đi về các nhà máy sản xuất xe tăng, ông còn phải đi về coi như là vùng sâu vùng xa nữa, phải các cái vấn đề hành chính khác, chứ không phải là cứ suốt ngày là chỉ có vụ này. Mà cũng không chỉ có là cái vấn đề Ukraine nữa. Bộ trưởng Quốc phòng Nga thì nó phải là nó đang lo đối đầu với Mỹ, đối đầu với phương Tây khắp nơi nữa, chứ không phải là chỉ có một cái mặt trận này. Rồi chúng ta tiếp tục. Như vậy là chúng ta chỉ tổng kết lại thôi nhé. Hôm nay nó mang tính khái quát và tổng kết. Còn các cái ngày sau là chúng ta sẽ đi vào từng cái làng một, giống như là Ucheresina hay là Kalinova, là Uman hoặc là Netanova. Đấy, thì chúng ta đi khái niệm lại chứ không có thời gian nữa các bạn. Nếu mà các bạn vừa thích nghe nhanh mà lại vừa là coi như là biết hết thì chỉ có đi lướt thôi. Thì hôm nay tôi xin phép đi lướt, chứ bây giờ nói Hispolska nó nằm đâu, Zelena nằm đâu thì có lẽ là để vào dịp khác. Rồi chúng ta rời khỏi khu vực này. Đây, chúng ta xem lại đây này. Đây, chỗ này này. Cái chỗ này nó cũng quan trọng lắm, nó cũng chả có cái nhà nào ở đây, con làng này, này. Có cái làng này thì cái chỗ này nó cũng quan trọng này, nó quan trọng một cái chỗ là nó sẽ đánh xuống thẳng phía dưới này này các bạn nhá. Còn đây thì cái chỗ này là nó cũng là Vovchansky thôi, nó thuộc cái vùng Vovcha này thôi, chứ Vovcha này mới lớn này. Thì cái chỗ này thì nói thật là chính xác là bị ba bên rồi các bạn. Vì ba bên các cái chỗ này nó thập xuống, cái này thập xuống là bên này của Nga rồi, thì nó còn bên này. Còn phía đằng này thì nó từ các cái sông qua thì nó là cắt các cái sông này rồi. Đấy. Sông nó chảy, chúng ta thấy sông nó chảy dọc xuống rồi này. Đó. Còn là nó cản trở tây sang đông, rồi đông sang tây, thì còn từ bắc xuống nam thì chả liên quan gì đến cái sông này. Đấy. Ông này cứ bên này, còn ông này cứ bên này. Thì cái chỗ Vovcha này thì theo Nga nói là sớm thôi, tại vì ba bên bốn bề là bị rồi. Và lúc 21 giờ hôm qua thì gần như là các cái đơn vị của Ukraine đã rút khỏi đây. Anh rút khỏi đây thì không biết là chạy tới đâu rồi, lại tới là mấy cái chỗ cái cầu này là chết với Nga. Đánh rồi nhá, cái này cũng đánh luôn rồi. Quá rồi. Thế thì Vovchan sẽ thất thủ sớm. Chúng ta nói lại một tí rồi chúng ta rời đây. Thế còn cái Lipsy này. Cái Lipsy mà có cái nhà mà bị Patriot đấy, cái hồi đó là chúng ta nói rồi. Đây là cái nhà này đây này, đấy, cái nhà này nó chui vào đây xong là bị đánh sập rồi, bây giờ làm lại đây. Thì cái Lipsy này nó quan trọng cũng tương đương với bên kia. Vũ trang thì nó gần biên giới, thì khi mà Nga đã lấy được cái chỗ đấy rồi thì nó giống như là tê cứng về cái đầu đấy các bạn nhé. Nó là rất là quan trọng và rất lớn mà Nga lấy rất nhanh thì tê cứng. Nhưng mà cái chỗ này, ở cái Lipsy thì nó khác. Đấy, chúng ta thấy thứ nhất là cái địa hình của nó có vẻ như là cây cối rừng. Chúng ta thấy đây nó khu vực rừng này và rất là nhiều sông. Đấy, đây là cái rào chắn nước này, tức là cái sông hồ này, rất nhiều đồi. Cho nên là cái nhà, cái khu vực cái địa, tức là cái đô thị đây thì nó giống như nó nằm ở trên rừng, trên núi này. Đấy, nó chia ra nó giống như Chasovja đấy các bạn. Đấy, nhưng mà nó lớn hơn Chasovja rất là nhiều. Đấy, nó lớn hơn rất là nhiều các bạn nhé. Là một. Cái thứ hai nữa là đấy, chúng ta nói về mặt bố trí về đô thị là khác. Thứ hai nữa là nó gần khu vực rừng, đấy, tức là nó sẽ ảnh hưởng các cái địa hình địa vật, đấy, các cái sâm ngòi rồi những rừng rú. Cái thứ ba nữa là nó là nằm cái trục chính đi thẳng xuống cái Kharkov, đấy, và nó gần Kharkov hơn là anh Vovchan trên này.
vô vị trang trên này chúng ta thấy là cái đô thị này nó khác, nó là đô thị, nó là đô thị thật đấy. Và cái anh đô thị kia là đô thị nó mang dáng dấp khác đấy. Nó trên núi giống như cao nguyên đấy, cho nên là Nga đánh cái Dipsy này nó sẽ khó hơn đấy các bạn nha, đánh khó hơn. Thứ nhất là chính vì nó nằm lằng ngoằng giống như Cha Sốt Gà như thế này, cho nên cái phòng thủ của nó rất tốt, chúng ta thấy cũng có rất nhiều cái điểm gào đấy. Cái thứ hai nữa là nó là nằm cái trục chính thẳng xuống Kharkov, thì đương nhiên nó sẽ có rất nhiều cái trục chính, mà cái đường này đường chính thì không có lý do gì mà coi như là họ không 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 lo phòng thủ bảo vệ trước đó, cũng như cái đường bên này đấy, là nó rất là quan trọng. Hai bên rừng này thì Nga đánh, nhưng mà Nga này có lẽ là tôi thấy là cái đường này sẽ khó đánh hơn này, bởi vì cái đường này chắc là bên qua đen thẳng Ben-Gurion này đấy, tôi thấy này Ben-Gurion đây, đường chính này, đường to này, bên trái của rừng xuống Kharkov. Còn Nga sẽ đánh theo cái rừng, cái đường mà nó nhỏ hơn đấy, có lẽ là đây là đại lộ, còn đây là tỉnh lộ rồi đấy, thì Nga sẽ đánh cái đường này. Chúng ta sẽ theo dõi cái Lipsy. Cái Lipsy thì chắc chắn là sẽ giải phóng sau cái Vovchan rồi. Vovchan thì chắc là ba bên bốn bề đã bị rồi. Ngoài ra cái khu vực trên bên phía bên này thì chúng ta thấy cái chỗ này là nó có một cái các cái điểm cao. Đấy, ở đây nó có các cái điểm cao, thì người ta nói là cái điểm cao này từ đây mà nhìn sang Vovchan là rõ mồn một. Tất cả cái gì trong này đều nhìn thấy hết. Cho nên hiện nay Nga phải đục cái chỗ này này, này trước này, để mà coi như là dùng hỏa lực đánh. Nhưng mà trên đây thì dân người ta đã sơ tán rồi, và lính coi như là quân quân của Ukraine thì tối hôm qua đang rút dần ra rồi các bạn nhé. Vậy thôi. Bây giờ chúng ta nói về cái chỗ trận địa một tí, tức là đi xuống mặt trận thì chúng ta thấy cũng không có vấn đề gì. Hiện nay thì Nga đang tập trung chỗ cái ngã tư này, để xuống là Stupochki đây, và đi xuống chỗ cổng Stantinovka đây, rất lớn. Thì Nga đang tập trung ở khu vực này và tiếp tục là đánh vào cái khu vực chiếm đây, là nó thực tế là có các cái nhà trệt thôi các bạn, phía bắc của cái khu phố 1. Nói chung là ở đây nó có vẻ như đang yên. Nga có lẽ là chưa muốn lấy, hoặc là đang nuôi, hoặc như thế nào đó, và cũng đang có thể là cũng là dòm ngó xem, ngó nghiêng xem, tức là bên bên phía biên giới nếu mà nó rút đi rồi thì bên này thì bỏ túi thôi, chứ đơn giản chứ chả việc gì phải đối đầu ấy. Muốn lấy bây giờ, muốn lấy thành phố, muốn lấy một coi như là một cái lãnh địa rộng lớn thì có thể phải mất nhiều nhân mạng, nhưng mà đây nếu mà lấy cũng lấy được như vậy mà lại mất ít nhân mạng thì vẫn tốt hơn. Đấy. Còn khu vực thứ hai nữa là cái khu vực Krasnogorovka, cái chỗ này nó lại cho cái súng ở đây à, Georgi thì cũng kiếm được một tí đây các bạn. Cái chỗ này thì cũng tốt thôi, chắc là cũng để lo trước cho cái vụ mà Krasnogorovka nó sẽ đổ bể. Thì hôm qua chúng ta đấy là thấy đây là cái khu này là khu công viên các bạn nhé, khu công viên. Còn cái khu bên này nó là cái sân vận động là khác này, đây sân vận động này. Thì hôm nay cái chỗ khu công viên này thì hôm qua chúng ta cũng nói trong cái bản tin buổi chiều hôm qua là nó buổi tối hôm qua đấy, thì cái khu này là Nga đã lấy hết rồi, Nga đã lấy toàn bộ khu vực này rồi, viên này. Và hôm qua chúng ta nói là nó đã chia cắt ra là coi như cái khu vực đông và tây. Còn các cái khu vực này thì Nga đang tấn công vào cái chỗ bên này, và chúng ta cả bên này để mà coi như là còn, tức là còn có một cái lối thoát này. Hôm qua chúng ta nói là một cái lối thoát cho bên Ukraine người ta chạy ra. Còn tất nhiên là thoát để mà Nga chiếm, chứ không phải thoát ra mà sống được với Nga. Đấy. Nga cũng có thể chiếm được đây, nếu đối đầu nhau ở đây thì là Nga sẽ tổn thất ở đây. Rồi bắt đầu mới chiếm được. Thì bây giờ thay vì cũng chiếm được mà nó đi mất rồi thì là chiếm, sau đó ra đầy thịt thế đó, thì nó hơn nhiều chứ các bạn. Rồi chưa nói bom đạn với các thứ, là rồi chưa nói ra các cái đường kia là pháo kích nọ kia thì chúng ta không nói rồi. Đấy, thì cứ để cho này cứ cho chạy ra, thì Nga này hay có đánh, hay có cái phương pháp đó, nó lập một cái túi, sau đó là họ nó tự nó ngồi nó hoảng loạn, hoặc là cắt cái đường vào, cái là không có ăn, không có uống, không có hậu cần gì hết, rồi không có thông tin mất luôn, sếp cũng lo chạy trước rồi. Thế là coi như trong cái túi đó, đến khi mà xả cái túi ra cái là bắt đầu ào nó chạy ra. Nó chạy ra thì tôi gặp nhau ở đây. Đấy là một cái cách đánh. Rồi bây giờ chúng ta đi xuống phía dưới dưới này. Các cái khu vực dưới này thì không có gì hết các bạn nha. Nó cũng đơn giản. Có lẽ là tất cả nó đang lên trên kia hết rồi. Đấy, chúng ta khi mà điểm danh ngang qua là các bạn nhớ nha. Đấy, ví dụ như đây nó là Novomikhailovka. Huleda, đây nó gọi là Mỏm Vremenka, có Staromajorska với lại Urasne. Giờ tiếp tục đi xuống đây, nó lại trắng trắng tí đây thì chúng ta biết đó là Robotne. Nhưng mà các chỗ này nó cũng đang không có gì hết.
Thì ngày hôm qua cái khu vực này là Nga đánh được hai cái Patriot đấy các bạn nha, hai cái luôn chứ không phải một cái đâu. Còn xuống cái chỗ khu vực Kurinki thì là như mấy ngày nay chúng ta nói rồi, từ Kurinki đến Kochanji này thì là họ đang muốn là lật cái gọi là chỗ đứng vững chắc ở cái khu vực này. Thì Nga cũng rất là gọi là nó qua mà Nga vui các bạn nha, chứ không phải là mất mà là coi như Nga buồn. Nga rất là vui, cứ vào hết gom hết đây rồi sau đó là Nga sẽ dã, bởi vì Nga đang cười thầm cứ qua đi. Còn cái khu vực ở dưới hạ lưu đổ ra sông này thì chúng ta đổ ra biển đây thì chúng ta biết là cái chỗ này hôm trước là bên Ukraine người ta nói là của họ đấy, nhưng mà đến khi mà Nga giã xuống và thậm chí bộ binh lên thì cũng chả thấy ai hết, hóa ra là nó nói phét thôi các bạn. Nhưng mà đến hôm nay thì Nga Nga lại chiếm cái củ lao này rồi các bạn nhé, chiếm hoàn toàn củ lao này. Và chúng ta biết là hiện nay Nga đang thành lập một cái cũng giống như một cái hải đội Dnipro đấy. Đấy, và đang sử dụng các cái gọi là cái xuồng không người lái đấy. Đấy, xuồng không người lái mà cảm tử đấy, rất là lớn và rất là tức là hiện đại, tức là áp dụng cả công nghệ. Cái này của bên Ukraine thì nó dùng trước, nhưng mà thực tế Ukraine nó kết hợp với lại nước ngoài, các cái công nghệ nước ngoài cộng với lại cái sản xuất của Ukraine thì nó đã ra mấy cái đấy, thì nó cũng rất là phiền toái cho cái hạm đội Biển Đen cũng như là phía cái vùng biển phía tây bắc của Biển Đen. Đấy, nhưng mà đến bây giờ thì Nga ngoài cái công nghệ của Nga ra, Nga cũng học thêm luôn cái một số cái xuồng cảm tử đó, và bây giờ Nga chế ra rất là nhiều, bây giờ đang sản xuất hàng loạt, thì có lẽ là các cái hải đội này Nga cũng sử dụng ở trong sông Dnipro cũng như là ngoài Biển Đen. Thế thì trong khi đó thì chúng ta biết là cái hạm đội Biển Đen thì đang chuyển dần hết về Caspian rồi, để ẩn náu trong đó và chiến đấu thì vẫn chiến đấu được, nhưng mà độ bảo toàn bảo bảo tức là làm an toàn cho cái hạm đội thì nó được vững chắc, nó sẽ tốt hơn. Thì đấy là cái lựa chọn trong thời điểm hiện nay. Thì như vậy thôi, tất cả như vậy là trong vòng 24-36 tiếng đồng hồ qua thì ồn ào ở biên giới, và đến bây giờ thì chúng ta thấy là Nga đã chiếm được rất là nhiều, và trong khi chúng ta đang nói chuyện với nhau đây thì Nga cũng đang tiến sâu hơn rồi, và chúng tôi sẽ cập nhật liên tục các cái bản tin sắp tới, tôi sẽ nói rõ hơn về các cái địa danh, cái làng, cái xã nào đấy mà đã chiếm được. Thì chúng ta thấy các cái ứng viên nó gần gần khu vực này là chúng ta sẽ thấy là nó Nga sẽ tiến các cái hướng này. Cái hướng này thì cái Zelenskyy này nó không cũng không phải là cái làng đâu, nó cũng là một cái vùng ấy thôi, nhưng mà nó cũng là Nga cũng rất là quan trọng, bởi vì nó ngã ba sông, ngã năm, ngã bảy gì đấy. Thì còn cái chỗ Vovchan thì chúng ta sẽ chờ sẽ cũng sớm thôi, tại vì các cái hướng này Nga đang đánh xuống và hướng này Nga đang đánh xuống và cắt hết các cái cầu, thì cái chỗ Vovchan này sẽ là cái gọi là cái điểm lớn nhất đầu tiên mà Nga sẽ công bố. Còn cái khu vực này cũng cũng trên cái mục đích đó cũng đang đang đánh xuống dưới này, đánh xuống dưới này tức là để mà coi như là cô lập cái vùng trà này. Chúng ta thấy là cái hình hình hài sẽ bị cô lập rất là rõ. Đấy, còn cái hướng này thì trường bên kia tiếp viện là không qua được. Vậy thôi, tôi cũng xin kết thúc cái video này tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin sau. Xin chào và hẹn gặp lại, bye bye.